mệt quá không quay được đâu á. Đấy, sửa đường á. Đi gặt lúa anh em nhá. Xe này là để chở lúa đây. Mấy cái chỗ này quá là xinh luôn. Để mình qua xem nào nhá. Bên kia thì khô nhưng mà đến bên này thì rất là lầy anh em ạ. Mấy cái chỗ này bị lầy hết rồi. Lời luôn anh ạ. Với cái khu này. Đây. Đến sóng hết nhá. Anh em Tây Nguyên nó gặt nó lầy lội này đây. Nó bị lún luôn à. Quay được đầu anh em ạ. Nhớ chưa? Ôi giời ơi. Mệt quá không quay được đầu á. Luôn rồi, tay lái cừ mà không nổi luôn rồi. Giờ phải hạ hết tất cả những cái bao này xuống mới được. Đấy, sửa đường á. Dầu huyết quá, lầy quá thì lún rồi anh em nha. Không đi nổi luôn.
ra chỗ này là bị lún nặng luôn anh em nha. Đi thẳng thì còn được, nhưng mà chần chừ một xíu lùi đi lùi lại như thế này rồi tàu ránh là coi không lên đường á, không lùi đi lùi lại được nữa. Rất là sâu nha. Bây giờ chỉ có xìa ra như này thôi. Nếu mà ra chỗ này nữa thì chỉ có lún rồi. Cái này là máy DC 70 luôn nhá. Kubota DC 70. Anh biết phía trước hình như là cũng mua lại máy mới, máy xịt đấy. Đã được 1 năm rồi anh em ạ. Đấy, đến đoạn kia thì ok rồi, còn lo lún nữa. Rồi, xong một đám. Đấy, đi ngay xuống chỗ kia này. Rất là dốc nhá. Hơi mẹ mẹ lên bên trên xíu, bên trên bên dưới kia nó bị ấy rồi. Đám này cũng rất là lầy nhá, rất là lún nhá. Đây này. Mình phải bỏ giày luôn rồi anh em ạ. Đấy. Lầy luôn rồi. Quá lầy luôn nhá. Đám này cũng rất là lời luôn anh em ạ. Lời dưới khủng khiếp. Đây, mấy cái đường lầy thế này luôn này. Vậy thôi rồi anh em ạ. Không biết có gặt được hết không đây. Thêm một đám nữa.
vẫn bị lún nha, vẫn bị sình nha. Mà chắc không bị lún được ra này. Còn được lún, được sình. Kubota DC 70. Rồi, ba cả đã. Sắp sắp đã. Thử cuối cùng nhưng mà là sắp bị lún rồi. Ôi dồi ôi, tỉnh quá anh em ạ. Xe có trượt không nhá? Đấy, đang đi theo sau để bắt trượt đồng. Có rồi. Rượt rất là lầy anh em nha. Chỗ này này. Ôi trời ơi. Đã gặt xong. Đi về. Đây. Cho lên xe kia rồi nhá. Bác lên xe luôn rồi.